Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ánh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Thì chúc tất cả anh em xem một cái video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho anh một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Vẫn tiếp tục là một cái con game Lemuria, le gành. Hôm nay mình sẽ cho các anh em xem một cái con nhân vật ở ngay và luôn cái xe sành 16. Thì đây là một cái xe sành 15, nhưng mà tại sao mình nói là xe sành 16? Vì ở một cái web gen chính thống thì cái bản update xe sành 16 mới có vậy. Class là Gumna. Đây là một nhân vật thứ 11 trong cái xe sành 16 nha, nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Ở xe sành 15 á thì cái con sờ laser, còn qua xe sành 16 là con nhân vật Gumna. Còn cái bản của Lost Container này nó sẽ đi vượt thời đại, nó có hẳn IK của xe sành 18 luôn anh em. Và đó là giới thiệu cho anh em biết là con nhân vật thứ 11 xe sành 16 có tên là Gumna. Hiện tại thì em ta đang sử dụng hai tay, hai súng nhưng mà đi theo hướng phép thuật. Thì ở bản Lost Container mình đã đi vào trong đây chân ướt chân gáo và chân cao chân thấp. Mình đã cộng cho máy là bên cái phần là XTG không có đam. Thì sau một pha tìm hiểu ở trên mạng thì mình đã thấy ông này chơi súng nè, mà ông đi theo phép nè, như vậy ổng là lượng tính nha anh em. Và xem tới đây thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha anh em. Và có những thông tin thủ thuật gì hay hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video. Hôm nay mình sẽ vào trong đây review một cái con nhân vật Gum để cho các anh em chơi làm sao tốt nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì con Gum này nó có những cái bộ kỹ năng rất là hay. Kỹ năng của em ta có một cái là đạn băng và đạn lửa. Khi mà ở giai đoạn đầu các anh em dùng đạn băng và đạn lửa đi farm rất là nhanh, nhưng có một cái nhược điểm, Angie nó chỉ có một thôi nhưng mà nó cực kỳ nhanh hết anh ghi luôn. Khi mà chúng ta qua được một cái là ICE băng, ICE băng này nó sẽ cho chúng ta một cái luồng băng rất là lớn để farm, nhưng mà farm theo một hướng chỉ định, không phải farm bao trùm. Còn những cái mà đạn băng và đạn lửa là nó sẽ cho chúng ta farm bao trùm nha. Nhưng đổi lại thì chúng ta đi ICE băng này thì nó không tốn anh ghi gì cho máy, vẫn trụ tốt và sát thương chúng ta lên rất cao. Tầm thì cũng là tầm 6, các anh em thấy là tầm 6 nha. Và bên đây là đạn lửa nè, thì anh ghi vẫn tốn 1 nè, sát thương 160 cũng là tầm 6. Và bên đạn băng cũng là anh ghi 1, sát thương 160 và tầm cũng là tầm 6. Nhưng mà mình farm như gì, các anh em thấy là cái cây anh ghi của mình, cái cây màu tím trên đây, nó không giật không hết luôn. Và nó clear quái á, thì nó hơi chậm hơn một chút xíu, nhưng mà không sao. Mình sẽ chuyển qua một cái kỹ năng kia cho các anh em xem, nó sẽ clear quái nhanh hơn rất là nhiều, nhưng bù lại là cái lượng anh ghi của mình cực kỳ nhanh hết luôn. Mình sẽ cho qua một cái là băng. Các anh em thấy là khi nó kia clear quái ra không kịp ngáp, nó bắn rất là nhanh. Và các anh em để ý trên cái dòng thanh anh ghi của mình, anh ghi nó giật rất là nhiều luôn anh em ạ. Các anh em thấy không, của mình giật một cục nó không hết, một cục nó hồi lại, một cục nó hồi lại. Còn cái này ra nè, một cục nó hồi không kịp nha. Đấy, nó tụt xuống một cái cục thứ hai nó tụt xuống cục thứ 3. Bù lại thì mình farm quái nó rất là nhanh, rất là gọn lẹ. Vì cái kỹ năng này là mình farm đa hướng, quái hướng nào mình sẽ farm hướng nấy. Còn cái kỹ năng mà ICE băng thì mình chỉ farm một hướng thôi, khi quái nó hết hướng đó nó mới nhảy qua hướng khác nha. Các anh em thấy là cái thanh anh ghi của mình không, tự giờ là nó giật muốn hết rồi anh em ạ. Thì mình sẽ chuyển qua lại bên cái kỹ năng này lại nha. Kỹ năng này thì nó cho chúng ta farm một cái luồng băng rất là to, và cái lượng anh ghi của chúng ta là không tốn quá nhiều, farm nó rất là tốt. Và hiện tại có một cái điều bắt cập nhất, vì sao em này đam to nha anh em, không phải là đam nhỏ đâu, nhưng mà chỉ số chia ra để mà mình mặc đồ, mặc vũ khí nó rất là nhiều. Điển hình cho anh em biết luôn, ở đây là mình có một cái bộ gum cấp cao. Cái bộ gum này là level 114. Mình phải bỏ ra một cái sức mạnh rất là nhiều, bỏ ra một cái nhanh nhẹn rất là nhiều, và bỏ ra một cái năng lượng rất là nhiều mới sở hữu được em ấy. Hiện tại là mình đang được hai móc. Một móc nhanh nhẹn của mình 149, một móc năng lượng của mình là 357, và cuối cùng là cái móc sức mạnh của mình đang thiếu là 87. Nhưng cái này là cao nhất, tại vì mặc định những cái bộ đồ, cái áo là chúng ta cần điểm nhiều nhất có thể. Thì ở đây còn 94 điểm nữa thì mới mặc được full cái bộ đồ này. Và bộ đồ này nó cho chúng ta thủ rất là cao. Hiện tại là mình đã có một cái bộ đồ trên đường đi farm, thì mình đã có nói mình sẽ chừa lại những cái bộ đồ mà mình muốn làm content. Thì ở đây mình đã có một cái bộ đồ level 54. Ở đây phòng thủ chúng ta là 51 nè. Sức mạnh yêu cầu là 122, nhanh nhẹn yêu cầu là 78 và năng lượng yêu cầu là 179. Các anh em thấy không? So và nó khác với cái con DL rất là nhiều luôn. Con DL người ta chỉ cần hai chỉ số, và chỉ số người ta cực kỳ thấp, là bận được một bộ đồ tối cao, một bộ đồ chí tôn, ngồi ở trên cao nhìn xuống coi mấy đứa em dưới đây farm như thế nào. Thì mấy đứa em dưới đây farm cực kỳ vất vả, bây giờ chúa tải là có khác nha anh em. Chúa tải phải ngồi trên cao nhìn xuống coi mấy đứa em này farm, rồi chanh cái miệng ra cười mấy thằng bay gà. Thì tiếp theo mình sẽ có một cái áo là sức mạnh 125, nhanh nhẹn là 81 và năng lượng yêu cầu 184. Các anh em thấy không, khi mà nhấp vô cái áo á thì chỉ số chúng ta nó tăng lên rất là nhiều. Ở đây là một cái quần cũng vậy, và mình lụm thì chưa có cái tay,
cái tay mình chỉ lụm được cái tay lúc thôi, còn mấy tay kia là mình bỏ hết, nó chưa có tròn bộ lắm. Nhưng mà các em để ý nha, mình quên đề cập tới cho các em biết, ở cái bảng này sát thương chí mạng nó sẽ lên rất là lớn khi mà chúng ta mà full một bộ đồ sát thương chí mạng, nó ra cái màu đam lam, cái màu đam, cái hình màu lam y chang là cái dòng sát thương này luôn, sát thương chí mạng nha. Thì một lát nữa mình ra cho các em xem là cái dòng sát thương chí mạng của mình nó sẽ tăng lên để các em biết luôn. Thì cái tay của mình chỉ số là tốc độ nó lên là 6, phòng thủ là 48 và sức mạnh cần thiết là 115, nhanh nhẹn là 71 và năng lượng yêu cầu 171. Rất là nhiều điểm để mà mình sở hữu được một món đồ lên trên người. Và ở đây cái lượng đam em ấy cực kỳ cao và cái lượng tốc em ấy cũng cực kỳ nhiều. Vì sao? Vì em ấy phải chia điểm ra rất là nhiều để bận một bộ đồ, và bộ đồ này của mình là bộ đồ thợ lặn nha. Nhìn cái đầu nó y gan con rùa luôn. Các em thấy không? Y gan con rùa luôn. Đậu bắp nó chế cái bộ đồ ra mình nhìn nè, các em nhìn vào các em sẽ nói ơi cái này là của con DL, nhưng mà không phải anh em, tại quá trời nhiều đồ nó không biết làm nên nó làm những cái bộ đồ nó hao hao với nhau rồi nó sửa tên lại nha. Cuối cùng là cái chân của mình, cái chân của mình là phòng thủ nè, và sức mạnh cần thiết là 112, nhanh nhẹn 68 và năng lượng cần thiết là 166. Khi mới tạo một con nhân vật, anh em ở cái map nào đầu tiên là anh em ở một cái map là Eberlang. Mình sẽ về cái map Eberlang cho anh em xem. Khi mới tạo nhân vật là các em sẽ hồi sinh và mo ở đây đầu tiên. Và điều đầu tiên các anh em đi lại đây để nhìn vào cái con huấn luyện viên là cái người cung cấp kỹ năng cho mình đi farm. Nhìn vào những cái kỹ năng mình cần thiếu là bao nhiêu lượng gen, cần thiếu là bao nhiêu lượng điểm để mà mình học được skill. Như điển hình mình muốn học một cái skill boost. Ở đây là có một cái skill boost là thay đổi hiệu ứng các chỉ số của nhân vật, tăng sát thương phép và tốc độ tấn công, giảm khả năng phòng thủ. Khi mà mình búp cái này lên rồi, khả năng phòng thủ của mình là không có nha. Nó đã là giảm khả năng phòng thủ của mình xuống, nhưng bù lại là mình sẽ tăng được lượng phép và tốc độ lên. Khi mà vô tem các anh em có thể là boost lên, vì tem nó có thể là gánh anh em. Mình gánh người ta, người ta gánh mình. Vì sao? Mình có thể là tăng lượng phép, tăng tốc độ để mình kết, nhưng mà người ta gánh mình á là gánh về cái lượng thủ, tại vì BT với nhau. Lượng thủ của mình á, mình ơn các anh em boost lên là các anh em sẽ bị giảm thủ, quái nó clear các anh em rất là nhanh, nhưng mà vào trong tem rồi á thì nó sẽ đỡ đi một phần nào đó. Khi mà trong tem các anh em có thể boost, còn ở ngoài á em boost cũng được. Nếu mà các anh em có đồ cấp cao thì các anh em có thể là boost lên chơi cũng vẫn tốt bình thường. Và đây là một cái kỹ năng cũng là cực kỳ hay, cực kỳ êm. Thì ở đây cho chúng ta nè, còn thiếu là 43 cấp độ nữa. Các anh em có thể là vào trong đây xem những cái thông tin để mà mình cần thiết là còn thiếu cái gì. Còn cái này á là chúng ta phải cần có cái kỹ năng rút. Kỹ năng rút á thì nó còn thiếu rất là nhiều anh em ạ. Chừng nó tới một cái level cao rồi mình sẽ review thêm. Đầu tiên anh em phải lại đây nha, xem những cái thông tin chỉ số cần bao nhiêu để mà mình học cho nó lẹ nhất có thể. Thì khi mà cấp độ vào trong đây tầm khoảng là 50-70 vào cái mana là chúng ta có thể là học được skill rồi. Và vấn đề quan trọng là các anh em mua đồ ở đâu, thì các anh em bước dần lại đây. Các anh em có thể là lại đây mua cho mình hai cây súng đồ, các anh em có thể là gán lên trên người. Ở đây nó cho phòng thủ chúng ta 9 lần 5 á thì nó cũng nhiều, lên tới 45 lần. Chúng ta có thể mua hai cây súng, hai cây súng phép thuật nó 20%, hai cây thì tương đương là 40%. Cái lượng đam của chúng ta hơi nhích nhỉ hơn khi mà các anh em không mua nha. Ở đây thì các anh em có thể là ra ngoài map Eberlang farm luôn, không cần phải mo đi đâu hết. Và mình xin nhắc lại, đây là một class thứ 11 của xe sành 16. Em ta xuất hiện và được nâng cấp, anh em biết tới là ở ngay và luôn cái xe sành 16 làm tao mới xuất hiện nha. Còn cái bản này là cái bản của Lost Container nên nó làm một cái là cao cấp và hạ cấp. Cao cấp là sao? Cao cấp là những cái tính năng, những cái hoạt động, những class ở những cái phiên bản cao cấp nó hạ cấp xuống. Như ví dụ là ở bên cái con game là Lost Container nó chỉ là xe sành 9 lên tới xe sành 13, còn bên đây nó vô hẳn là xe sành 15. Nhắc tới xe sành 15 thì mình đánh thức lại niềm hy vọng của các anh em. Các anh em cứ việc là vào trong đây trải nghiệm xem, nếu mà nó lên một mạch một xe sành 19 luôn là chúng ta sẽ có những kỹ năng good vương tầm vũ trụ nha anh em. Trong khi chơi tới đây các anh em muốn mà farm nhiều ạt nhất có thể, anh em có thể là tham khảo một cái app là UG Phone để mà mình treo được nhiều ạt nhất nha. Nhiều ạt các anh em treo từ 3 tới 5 ạt vô tư thoải mái tùy theo cái gói đăng ký của các anh em đăng ký cái gói càng VIP các anh em treo càng nhiều. Đặc biệt nó không có nóng máy nè, nó không có tốn lưu lượng của các anh em, nó là một cái đám mây để cho các anh em treo vô tư thoải mái. Và đây là một cái cách cộng điểm của mình. Ở đây cộng điểm sức mạnh của mình là 151, thể lực là 20, nhanh nhẹn là 182 và năng lượng là 366. Hiện tại bây giờ có bao nhiêu điểm mình sẽ dồn hết vào trong sức mạnh, đô sức mạnh để mình mặc được full cái set đồ đó rồi mình lên nó cao mình farm. Nó sẽ có một cái chỉ số là level nó lên sẽ cho nhanh. Nhanh để làm gì? Nhanh để mà mình học nhiều skill tốt nhất có thể. Thì một con mình làm tầm khoảng là 2 đến 3 clip để review cho nó nhiều nhất có thể nha anh em. Và con này thì nó cũng có làm nhiệm vụ 150, nhiệm vụ cấp cao từ 150 đảo lên. Thì tới nhiệm vụ nào thì nó sẽ phục trên cái con nhân vật của mình, thì anh em có thể là nhấp vào đó để làm nhiệm vụ nha. Và cái hệ win của em này đeo là đeo trùng với con nách quai nha. Win 1 cũng trùng nách quai, win 2
cũng trùng với Dead Wild luôn, và cái Win 3 nó sẽ khác, Win 4 nó sẽ khác nha. Hiện tại thì Win 1 và Win 2 nó sẽ trùng với nhau. Mình vào trong đây mình test cái lượng Win cho anh em xem. Vào trong đây các anh em có thể là bấm chữ xóa nè, bấm vào cái chữ cánh nè, bấm cho nhân vật nè, bấm tìm kiếm nè, thì nó sẽ phục ra hiện tại Win Dead Wild nó cực kỳ cao. Biết vì sao cao không? Nói luôn cho anh em biết nè, vì cái con này nó dùng chung với cái con là Lemuria, và các anh em thừa biết cái Lemuria là cái con ma gai nữ. Hiện tại bây giờ đam của nó lên rất là cao, và sẵn đây mình thông báo cho anh em biết luôn, cái con thương thủ của mình hơn 5k rồi anh em à, không có cái gì trên người hết, chỉ là đồ cùi, đồ mặc định thôi, nhưng mà đam của nó là hơn 5k, chưa tính tiểu quỷ nha anh em. Nếu mà tính tiểu quỷ vô cái nữa thì nó sẽ hơn 7k anh em à. Và hôm nay thì mình đã có up một cái clip về hướng dẫn anh em cộng điểm trải nghiệm test cái con là DL và mở ra 34 bot. Các anh em đánh giá giúp mình coi 34 bot kỳ đó là ngon lành hay là nó chưa được ngon, đang mình cố gắng lần sau mình mở theo yêu cầu của anh em. Anh em muốn mình mở nhiều hay là mở ít anh em có thể là comment nha. Qua trên cái like này cũng vậy, anh em có những thông tin ý kiến hay là thủ thuật gì, những thông tin gì về cái con nhân vật là gum này, anh em có thể là comment vào cuối phần video để giúp cho kênh càng ngày càng phát triển và có nhiều thông tin hay để giúp cho những anh em nào vào sau tình cờ xem được một cái clip của mình có những cái bước đà quan trọng để bước lên cho nó nhẹ nhàng nhất có thể. Và nhắc lại luôn, đây là một cái con gum nha, chỉ số nó chia ra rất là nhiều, để cho chúng ta khi mà mặc được một cái bộ đồ lên phải chia ra rất là nhiều điểm. Nó không giống như IK, nó không giống như những con cà lách còn lại, nó là lượng tính vừa cộng bên sức mạnh và vừa cộng bên năng lượng luôn. Nếu anh em nào cộng bên full năng lượng cũng dẫn được bình thường, vừa sức mạnh vừa năng lượng nó cũng dẫn lên đam. Và các anh em đặc biệt cái xe sành này thì mình thường đi nhanh nhẹn, nó là ba cái này nó sẽ đi chung với nhau luôn. Mình sẽ chia ra ở bên cái bảng lock container là mình đã chia vậy, mình farm cũng rất là tốt nha anh em. Nếu mà không lên full nhanh nhẹn anh em lên nó cao farm không được anh em à, vì cái bảng bên lock container mình đã full nhanh nhẹn đồ 1k2, súng 1k2, win 4 mà mình lên trên map là ikagut lớn, mình farm cực kỳ là nhập luôn. Khi mà có cái pentagram vô nó mới nhẹ được, còn tháo cái pentagram ra không có sói thủ là farm không được. Còn khi có cái pentagram rồi thì không nói chi, tại vì có một cái pentagram khảm chững rồi anh em đi đúng hệ nữa thì nó sẽ rất là ok. Và đây là một con nhân vật có một cái kỹ năng, thì anh em có thể là đi cho mình một cái là ben heo, cái hội này là cái ben nước nha nè. So giờ dưới con nhân vật chúa tể thì nó không bằng cái gót giò của con chúa tể, tại vì con chúa tể đâu đó liver tầm khoảng 70-80 liver thì người ta đã hơn 2k đam rồi, còn bây giờ của mình là 108 mà chỉ hơn có 1k thôi, 1100 ngoài thôi, lâu lâu thì nó lên được 1200 khi mà chưa có con tiểu quỷ. Nếu mà có con tiểu quỷ rồi thì nó sẽ lên thêm một chút xíu đâm nữa, nhưng mà cũng chưa cần đâu nha anh em. Cho nó lên cao thêm một chút xíu nữa mình test những cái đâm thực của nó. Nên là các anh em muốn tăng đâm lên nữa, các anh em đeo tiểu quỷ, các anh em muốn mà tăng đâm thêm nữa, các anh em có thể là đeo cái Win. Tại cái Win nó vô nó hấp thụ tới 12% lần, nó cũng rất là cao. Hiện tại mình sẽ vào một cái bãi whip mình solo cho anh em xem. Lúc trước cái con ma ghe nữ vào trong đây chỉ có một con thôi, là nó vào trong đây nó solo không lợi, không được luôn, và nó đã có full boost ở cái map. Còn bây giờ mình chưa full boost ở map mà mình vào trong này mình farm cũng dẫn được bình thường nha. Vào trong đây á thì tỷ số S của mình nó lên, nó sẽ nhích nhỉ hơn ở ngoài một tí xíu nha. Solo ở ngoài một cái bãi thì cái lượng S nó sẽ cao hơn tí. Hôm nãy á là 17k S, còn ở đây chỉ có 10k thôi, nhưng bù lại mình clear quái nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nên mà ở những cái liver thấp anh em cần vô một cái cây BT để mà mình lên liver cao nhất có thể, nếu mà các anh em sử dụng được một cái Win. Và hiện tại bây giờ các anh em phải lên liver 150 các anh em mới là có Win được, có đeo một cái pentagram được. Thì ở những cái liver thấp anh em có thể là tự lực cánh sinh hoặc là có một cái cây BT các anh em vào trong đây. BT thì anh em có thể là vào trong một cái nhóm Zalo hoặc là vào trong những cái like của mình kết bạn với những anh em mà người ta farm thường, anh em vào trong đó mà xin BT. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau nha.